chào mừng các bạn đã đến với chương trình bé kể bé nghe của trang thông tin giáo phận phú cường mình là Teresa Nguyễn Gia Linh, mình đến từ giáo sứ Thới Hòa. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh thánh mà mình rất thích. Câu chuyện có tên là Người thiếu phụ bên bờ giếng. Câu chuyện của mình xin được phép bắt đầu. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha. Gần thử đất ông Gia Cấp đã cho con ông là Giuse. Ở đây có giếng của ông gia Jacob Người đi đường mỏi mệt Nên ngồi ngay xuống bờ giếng Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước Đức giê -xu nói với người ấy Chị cho tôi xin chút nước uống Lúc đó các môn đệ của người đã vào thầy mua thức ăn Người phụ nữ Samari liền nói ông là người do thái mà lại xin tôi một phụ nữ samari cho ông uống nước sao? quả thế người do thái không được giao thiệp với người samari. đức giêsu trả lời: nếu chị nhận ra ân huệ thiên chúa ban và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hàng sống chị ấy nói thưa ông ông không có gầu mà giếng lại sâu vậy ông lấy đâu ra nước hàng sống chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là gia cóp người đã cho chúng tôi giếng này chính người đã uống nước giếng này cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi sẽ trở thành người, nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng đức giê xu bảo chị nói tôi không có chồng là phải vì chị đã năm đời chồng rồi và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị chị đã nói đúng người phụ nữ nói với người thưa ông tôi thấy ông thật là một ngôn sứ cha ông chúng tôi đã thờ phụng thiên chúa trên núi này còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta: Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng: Rabbi xin mời thầy dùng bữa đức giê xu nói với các ông lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đất sai thầy và hoàn tất công trình của người có nhiều người samari trong thành đó đã tin vào đức giê xu vậy khi đến gặp người tên samari xin người ở lại với họ và người đã ở lại đó hai ngày Số người tin vì lời Đức giê -xu nói Còn đông hơn nữa Họ bảo với người phụ nữ Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin Quả thật Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là đấng cứu độ trần gian Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau